đầu tiên là cho mình xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nhân dịp đầu xuân năm mới thực sự thì ngay cái thời điểm mà sau khi mà đọc xong cái tập cuối cùng ý, thì một hai hôm sau thì là mình bị ốm và mình bị mất giọng có nghĩa là nói không ra hơi không nghe tiếng gì cả thì đến cách đây khoảng độ 3 hôm thì bắt đầu mình mới nói lại được đến ngày hôm nay thì mình mới Bắt đầu là tập lại đọc nhưng mà cái sự kiểm soát hơi của mình thì nó bây giờ hiện tại là nó vẫn đang rất là yếu. Tuy nhiên thì thời gian nghỉ quá lâu cũng như là thứ hai nữa là năm mới mà mình đã bị như thế này rồi. Mà mình không lên tiếng thì thành ra là mọi người tưởng mình là không còn đọc truyện nữa. Chính vì vậy mà mình cũng phải là cố đọc. Nên là mọi người nghe cái tiếng của mình nó sẽ như kiểu bị hụt hơi ấy nên là rất mong, mong mọi người là thông cảm và nhân đây thì mình cũng xin chúc mọi người một năm mới thì an khang định vượng gặp thật nhiều những điều may mắn cho cuộc sống và ngay sau đây thì chúng ta cùng nhau đến với cả tập 302 của bộ truyện tinh nghịch tác giả nhĩ căn qua giọng đọc của phi tùng các bạn cũng đừng quên ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh dị chuyện để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tập 302 Có một loại người trời sinh ra để chiến đấu. Trời sinh ra vì giết chóc mà tồn tại trời sinh ra vì nghịch thiên và tiến bước Vương Lâm chính là loại người này Nhất là sau khi hắn dung hợp chiến tinh và chiến ý cảnh Khiến cho Vương Lâm lại còn hơn cả như vậy Người sống trên đời Nếu không thuận theo trời thì chỉ có chết Nhưng nếu phải chết Thì phải chết sao cho không thẹn với lòng Vương Lâm cất tiếng cười dài Tiếng cười kinh thiên động địa kinh động cả quỷ thần. Cho dù là người thần bí ở thế giới bên ngoài, thi triển ra một trường này, từ xa xưa chưa hề thay đổi thần sắc, giờ đây cũng có chút động dung. Nếu ngươi có thể sống sót dưới một trường này của ta, bổn tôn sẽ tha cho ngươi một mạng. Thanh âm mang theo vẻ mệt mỏi từ trong trời đất mà truyền tới. Ngươi là ngoại giới trưởng tôn sao? Thân thể Vương Lâm trong lúc bay lên thì lao thẳng đến ngón vô danh. Lão Phù là Lam Mộng đạo tôn của Thái Cổ tinh thần Lam Ti Tộc. Thanh âm kia lộ ra về hồi tưởng chậm rãi mà vang vọng. Lời nói vừa dứt thì ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tốc độ càng nhanh thêm, sáu thanh điểm cổ thần trên mi tâm của vương lâm xoay nhanh sức mạnh cổ thần tràn ngập toàn thân thân thể đột nhiên điên cuồng lớn lên đột nhiên biến thành cổ thần cao mấy trăm trượng ngửa mặt lên trời giết gào vương lâm vung nắm tay khổng lồ lên ngay khi mà ngón vô danh kia tới gần thì à, cầm lấy tam so kích ở trên đó chân phải thì quét ngang đá vào ngón vô danh ở một tiếng thân thể vương lâm kịch chấn cho dù là thân thể cổ thần quán giờ phút này thì cũng có cảm giác như là muốn sụp đổ trong tiếng gầm nhẹ hắn nương theo luồng đại lực này mà rút ra tam sao kích ngón vô danh do ngọn núi hóa thành dưới một cước của vương lâm thì đột nhiên chấn động nhưng tốc độ thì không hề dừng lại mà cứ lao thẳng tới vương lâm tiếng động ầm ầm vang lên tần sắc vương lâm giữ tợn giờ phút này thì thần thông pháp bảo và cả quy tắc của hắn toàn bộ đều đã được thi triển ra. Nhưng mà dưới một trưởng này thì dường như hắn có liều mạng như thế nào thì cuối cùng cũng không thể quắt cho khỏi lòng bàn tay của Lam Mộng Đạo Tôn này được. Nhưng nếu chỉ là như vậy thì cũng không thể làm cho Vương Lâm khuất phục. Hai mắt Vương Lâm nồng đậm vẻ điên cuồng. Ở dưới ngón vô danh không ngừng sáng súng này, hắn vọt lên trên, điên cuồng mà tấn công. Sức mạnh cổ thần ẩn chứa trong mỗi đòn tấn công Dưới sự tấn công điên cuồng của Vương Lâm thì cho dù là một tu chân tinh cũng có thể là sụp đổ Nhưng mà cái ngón vô xanh này thì vẫn ầm ầm Dường như muốn nghiền nát Vương Lâm ra vậy Trời đất ầm ầm không ngừng vang lên Đứng khầm nhẹ của Vương Lâm lại truyền ra Hắn thân là cổ thần Nhưng dưới một ngón tay này thì cũng cảm thấy một trở ngại mà từ trước tới nay thì chưa từng gặp. Tất cả những đòn tấn công của hắn thì cũng không thể khiến cho ngón vô danh này sụp đổ. Thậm chí sau khi mà không ngừng oanh kích thì ngón tay cái có uy lực mạnh nhất ở trên bàn tay cũng đã chậm rãi hạ xuống rồi. Càng làm cho Vương Lâm cảm thấy đau khổ hơn chính là ba ngón tay còn lại không ngừng hấp thu sức mạnh của thiên địa mà đang dần dần hồi phục dường như là không bao lâu nữa thì ba ngón tay mà Vương Lâm đã tốn toàn bộ tâm sức để phá vỡ trước đó, giờ đây lại một lần nữa ở huyện hóa ra. Chẳng lẽ thất thải giới này chính là mồ chôn của Vương Lâm ta sao? Ta không cam lòng. Hai mắt Vương Lâm đỏ lên như quỷ, không ngừng bật tấn công hắn hung hăng cắn răng ngửa mặt lên trời mà gào lên một tiếng dài tinh điểm thứ sáu mô hồ ở trên đó đột nhiên tuôn ra một luồng khí tức cổ thần điên cuồng khí tức này thì kinh thiên động địa quét ngang ra cho dù là ngón vô danh thì cũng phải run lên toái tinh từ sau khi mà vương lâm tự xưng là cổ thần cả đời trải qua vô số nguy cơ nhưng mà lúc này chính là lần đầu tiên hắn phải chọn cách là toái tinh. Ngay khi mà tiếng hô này vang lên, thì tinh điểm thứ sáu ở trên mi tâm của Vương Lâm ầm ầm tan vỡ. Và sức mạnh của sự tan vỡ hóa thành một cơn lốc, rồi đột nhiên điên cuồng hấp thu tiến nhập vào bên trong cơ thể Vương Lâm, khiến cho sức mạnh cổ thần quán tăng mạnh. Trong cơ thể có những tiếng ầm ầm truyền ra, thân thể mấy trăm trượng trong khoảnh khắc này lại điên cuồng lớn lên trong một thời gian ngắn thì một người khổng lồ cao hơn hai ngàn trượng bất ngờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay dựa vào sức mạnh của toái tinh thân thể cổ thần của vương lâm nhất thời có được sức mạnh vô cùng to lớn tương đương với cả thất tinh vương tộc cổ thần trong tiếng gầm lên giận dữ thì cả người vương lâm lao ra cả mặt đất lúc này cũng phải run lên khí tức thì điên cuồng vần quanh lao thẳng đến ngón vô danh Vận lâm đã quyết định hôm nay sẽ phá vỡ năm tinh điểm trận đánh ngày hôm nay trong cả cuộc đời quán chính là trận đánh gian nan nhất và trận chiến này nếu như thân thể sụp đổ nguyên thần tiêu tan đạo niệm quy tiên thì cả đời tu đạo gần hai ngàn năm quán từ nay về sau sẽ kết thúc Tuy nhiên thế gian có hàng vạn người tên là Vương Lâm Nhưng sẽ không có một người nào có thể so sánh được với hắn Hắn muốn phá vỡ năm ngón tay này Cố gắng vượt qua một trường này Đi ra khỏi thất thải giới suýt nữa đã trở thành mồ chôn của hắn này Thất thải giới này đối với cả Vương Lâm mà nói Thành cũng do nó mà vong cũng do nó Giờ đây mang theo một vẻ điên cuồng cùng với cả một vẻ không cam lòng. Vương Lâm giống như là thiêu đốt chính mình vậy. Sợ vào toái tinh trở thành thất tinh cổ thần, phóng tới ngón vô danh. Ta không thể chết được. Ta không cam lòng. Ta vẫn còn chưa làm cho Uyển Nhi sống lại. Ta vẫn còn chưa làm cho Bình Nhi sống lại. Ta vẫn còn chưa tận hiếu với cả cha mẹ đã mất. Ta vẫn còn chưa hoàn thành vận mệnh của ta. Ta vẫn còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được. Ta không thể chết được. Vương Lâm tới gần ngón vô danh đang hạ xuống. tay phải nắm lại, mang theo một vẻ không cam lòng, đánh ra một quyền. Một quyền này là một quyền của thất tinh vương tộc cổ thần. Là một quyền sau khi mà tinh điểm thứ sáu bị vỡ. Là một quyền không cam lòng sau gần hai ngàn năm tu đạo của Vương Lâm một quyền ầm ầm xuất ra thiên địa biến sắc trong tiếng ầm ầm này ba ngón tay không ngừng ngưng tụ lại sau khi mà bị phá vỡ kia thì cũng lập tức chấn động và ngay lập tức thì cả bàn tay này trong phút chốc thì cũng phải dừng lại giống như toàn bộ trời đất tất cả những sự vận chuyển ở trong khoảnh khắc này cũng đều dừng lại nắm tay vương lâm ngay lập tức đánh lên ngón vô danh sức mạnh vô biên có được nhờ toái tinh ầm ầm tràn vào bên trong ngón vô danh. Thân thể Vương Lâm đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Từ mấy ngàn trượng lập tức chỉ còn lại cao có trăm trượng mà thôi. Tuy nhiên trong quá trình thu nhỏ lại này, thì chỉ thấy một sức tấn công điên cuồng của thất tinh vương tộc cổ thần hết sức mà ầm ầm xuất ra. Vỡ cho lão tử! Vương Lâm gầm nhẹ, Tiếng sụp đổ của ngón vô danh đang đè xuống ầm ầm vang lên. Ngón vô danh do ngọn núi hóa thành này kịch liệt run rẩy. Vô số vết nứt lấy nắm tay của Vương Lâm làm trung tâm mà ầm ầm tan vỡ. Thân thể Vương Lâm giờ đây trở nên suy yếu, máu tươi từ trong khóe miệng tràn ra. Trong tiếng cười thảm, ngay khi mà ngón tay này sụp đổ thì liền ngã xuống. Giờ phút này thì ngón cái có uy lực mạnh nhất có thể so sánh với cả bốn ngón tay trước đó cộng lại đã tới. Phải biết rằng bàn tay của người này nếu nắm lại, đầu tiên là ngón út và ngón trỏ, tiếp theo là ngón giữa và ngón vô danh, và cuối cùng chính là ngón cái này đây. Sức mạnh của ngón cái này thì tuyệt đối là hùng mạnh, nhấn một cái thôi thì những vật ở bên trong lòng bàn tay sẽ hoàn toàn tan vỡ một đòn cực mạnh này thì vương lâm tự biết là cho dù toàn bộ tinh điểm của mình bị phá vỡ thì cũng không thể trốn thoát được nhưng chỉ ngồi đây để chờ chết thì không phải lựa chọn của vương lâm sinh ra là người bất khuất chết đi cũng là quỷ anh hùng tu sĩ chúng ta sợ gì một trận chiến vương lâm ta tu đạo gần hai ngàn năm nếu vẫn còn là người thì lúc này đã sống trở thành cát bụi so với người đã sống lâu hơn rất nhiều rồi chết có gì đáng sợ chứ có gì đáng sợ đâu vô lâm trong tiếng cười thảm phát ra thanh âm sang sảng giống như đã hiểu ra được hết tài. ngay khi mà ngón tay cái tới gần hắn trực tiếp lao tới cha mẹ nếu có kiếp sau nguyện sẽ không tu đạo để cùng với cả mọi người vui vẻ trăm năm. Thư đồ nam, ta và ngươi không còn ngày gặp lại. Thanh tỷ sư huynh, sư đệ không thể cứu ngươi được. Uyển Nhi, ta đi cùng với nàng đây. Mộc Băng Mi, ân oán giữa ngươi và ta xóa bỏ. Vương Bình, chúng ta người một nhà có thể đoàn tụ được rồi. Vương Lâm trong tiếng cười dài thì vung tay trái, chứ người lập tức xuất hiện không gian chữ vật, từ bên trong bay ra một chiếc vòng màu lam. Vòng tay màu lam này sáng như ngọc, giống như tinh thần, mang theo một luồng khí tức không rõ ràng cho lắm. Ngay khi mà xuất hiện thì tự động uh, bay rồi chạy dọc theo tay trái của Vương Lâm, đột nhiên phát tán ra lam quang nhẹ nhàng, vờn quanh toàn thân của Vương Lâm dường như vẫn còn mang theo một vẻ ấm áp, một hơi ấm của cơ thể từ trăm năm trước. Sau trăm năm thì thủy chung vẫn còn tồn tại. Lam Quang vườn quanh, Vương Lâm cùng với cả ngón tay cái kia trong thời gian ngắn đã tiếp cận. Tuy nhiên, ngay lúc mà vòng tay kia xuất hiện, ngay khi mà Lam Quang tỏa ra trên cổ tay Vương Lâm, thì một tiếng nói mang theo một vẻ khiếp sợ, không thể tin nổi đột nhiên xuất hiện ở giữa trời đất đây là thanh âm tăng thương này dường như run dày lộ ra một sự kích động không thể hình dung được ngón tay cái đang ẩm ẩm giáng xuống thì lập tức với một tốc độ cực nhanh à, dơ lại khiến cho vương lâm lao ra phóng thẳng lên trời cảnh tượng bất ngờ này khiến cho vương lâm sửng sốt nhưng mà hắn không một chút do dự nào cả trong lúc bay ra thì hai tay bấm quyết dựa theo ấn quyết trong ký ức của thương tùng thử mà nhanh chóng ở phía trước người mở ra một cái khe để quay về vân hải thân mình vương lâm như là một tia chớp nhoáng lên bay thẳng đến cái khe và ngay khi thân ảnh hắn biến mất thì bàn tay được tạo thành từ thất thải giới này không hề truy kích nữa mà chậm rãi hạ xuống ta vẫn đang đợi con tâm thần vương lâm ngay khi mà đi qua cái khe thì thanh âm tăng thương đó lờ mờ truyền đến vẻ mệt mỏi ở trong thanh âm kia càng đậm mơ hồ là còn mang theo một sự phức tạp mà không thể nói rõ sau khi mà vương lâm rời khỏi thì à, bàn tay do so tất thải giới hóa thành này dần dần xuất hiện dấu hiệu sụp đổ rất nhiều đá vụn vỡ ra giống như thần thông lúc mới tiến nhập vào nơi đây vừa rồi đang chậm rãi rời khỏi vậy Nguyệt Nhi Thanh âm tăng thương kia Từ từ tiêu tan Giờ phút này ở chỗ sâu nhất Ở trong thái cổ tinh thần Ở nơi này thì có một người Bộ tộc thái cổ Tên là Lam Ti Tinh vực do bộ tộc này chiếm cứ Thì vô biên vô hạn Ở bên trong tinh vực này Có một tinh cầu tầm thường ở trên đó thì có một ngọn núi quanh năm Lam Quang Bao Phổ, cho nên được người ở đó gọi là Lam Sơn. Trên đỉnh núi có một ngôi nhà tranh đơn giản, đứng ở trong gió núi. Và lúc này cánh cửa nhà bị đẩy ra. Từ bên trong lộ ra một nam tử trung niên thần sắc uể oải đi ra ngoài. Nam tử này nhìn bầu trời, hai mắt dần dần lộ ra vẻ mơ hồ, giống như đang đổ lệ tóc trên đầu của hắn thì cũng có màu lam giống như là bầu trời vậy khiến cho cả người hắn thì trần gặp một vẻ u buồn cảnh tượng này nếu như là có bất kỳ một người dân thái cổ ở thế giới bên ngoài mà nhìn thấy thì lập tức sẽ tâm thần chấn động bởi vì đây chính là một trong thái cổ ngũ tôn lam mộng đạo tôn lam mộng đạo tôn không ngờ đột nhiên lại có một khoảnh khắc không khống chế được tâm thần mình như vậy. Lam Mộng Đạo Tôn tại Thái Cổ Tinh Thần chính là một nhân vật huyền thoại. Phải biết rằng Lam Ti Tộc thì vốn chỉ là một tộc nhỏ thôi. Nhưng bởi vì người này hoành hành ngang dọc nên ở trong Thái Cổ Tinh Thần đã trở thành một bộ tộc khổng lồ gần như không ai dám chiêu trọng. Mộc Nhi Con gái chúng ta đã đầu thai rồi vòng tay mà nó đem theo lúc trước. Trên vòng tay này thì vẫn còn phúc hữu được truyền thừa từ vân mộng nàng đó. Nếu không có nó tự mình đưa cho, người bên ngoài cho dù là có lấy được vòng tay thì cũng không thể có được phúc hữu ẩn chứa bên trong như vậy. Nam tử thì thào thần sắc lộ ra vẻ hồi tưởng. Hồi lâu sau thì trong hư không ở phía trước hắn thì gợn sóng nổi lên Ở bên trong đó có một lão già áo trắng Đi ra Lão già này vừa xuất hiện liền lập tức cung kính Đạo tôn đại nhân Gia sư Lão già còn chưa nói xong Thì nam tử trung niên cũng chẳng thèm nhìn lão một cái Chỉ nói một chữ Cút Tâm thần lão già mới đến liền run lên Nhưng mà cũng không có dám nhiều lời Lão tuy là đệ tử của trưởng tôn Nhưng khi đối mặt với cả một trong Thái cổ ngũ tôn Sức mạnh tương đương với cả sư phụ mình Thì cũng có chút không dám đắc tội Nghe thấy vậy liền lập tức dung nhập vào trong cận sóng Mà biến mất Người này nếu có quan hệ với cả Nguyệt Nhi Thì cũng thôi Nhưng mà người được con gái Chúng ta đưa cho Phúc Hữu Làm sao ta có thể làm hại được cơ chứ? Cho dù là người này có được thiên nghịch thì như thế nào chứ? Cả đời ta tu đạo đều dựa vào bản thân, không dựa vào bất cứ một vật gì cả. Lòng tham của trưởng tôn đâu có liên quan gì tới ta đâu. Mà thiên nghịch kia là vật trí tôn của phong giới năm xưa. Nếu không mở được phong ấn trên đó, thì vật này chưa chắc đã là phúc. Ngược lại còn là họa nữa, là cái họa chết người của phong giới trí tôn. Còn phong ấn kia là quá khó khăn. Chín vùng trời của thất tài giới vốn là do phong giới chí tôn mở ra, rồi sau đó bị bộ tộc tái cổ ta đoạt được. Sức mạnh của ta bên trong đó cũng chỉ có một trường này mà thôi. Sau một trường này thì không thể không vội được. Chỉ là trường tôn tuy bế quan mấy vạn năm, nhưng quả thật tâm cơ của hắn quá sâu nhờ ta ra tay chỉ sợ còn có mục đích khác nhớ lại năm xưa thì trưởng tôn lẻn vào trong giới nhưng mà lại trọng thương chạy chạy trở về lúc ngoán chạy ra thì sự cảnh cáo truyền ra khắp toàn bộ thái cổ kia cũng khiến cho ai ai mỗi lần nhớ đến cũng đều trong lòng kính sợ vùng đất của thất thải hoa thì cũng lập tức bị trưởng tôn cấm đoán Ngoài những người nuôi dưỡng hoa thì mới có thể có phân thân tiến vào Còn đâu tất cả bản thể đều không thể tiến vào được Nghe đồn đâu là vì sợ nhiễu đoạn đạo niệm Khiến cho đạo của tất thể hoa thất bại Nhưng thực tế chuyện này là như thế nào chứ? Mà nhớ lại cái tên vừa nãy Cũng rất là bình tĩnh Tu vi thì kinh thiên Còn có thân thể cổ thần Mà tính cách thì cũng tương tự với ta với thực lực của hắn hiện giờ, có thể phá vỡ bốn ngón tay của ta. Trong đám tiểu bối, cho dù là trong thái cổ tinh thần thì cũng đủ để xưng là người mạnh nhất. Nếu như cho hắn thời gian, nhất định có thể đạt tới tu vi không cảnh. Mà hắn thì lại có phúc hữu của Nguyệt Nhi. À không, là kiếp trước của Nguyệt Nhi. Xin lỗi con Nguyệt Nhi. Kiếp này... Ta quyết sẽ không cho bất cứ một kẻ nào tổn hại đến con Và người có phức hữu của con Ta cũng sẽ làm như vậy Cho dù là trưởng tôn đi nữa Thì quyết cũng không thể được Nam tử nhìn bầu trời Sau đó thì nước mắt chảy xuống Cả đời hắn thì mệt mỏi Tăng thương đau khổ Hối hận vì đã mất con gái Lại nói thì Vân Hải Tinh Vực sau khi yên lặng 100 năm Cuộc so tài giữa các tông phái trong bát giới tông phái cũng đã tới gần rồi Đại hội cứ mỗi 1.000 năm thì lại diễn ra một lần này Chính là một lễ hội quan trọng ở Vân Hải Tinh Vực Cũng không phải chỉ có một tông phái tổ chức mà tất cả bát giai tông phái đều tổ chức Trong mỗi một tông phái từ phân tông cho tới chủ tông thì đều tổ chức tiến hành một vài vòng khảo hạch mới. Phân tông xuất sắc có thể đạt được sự coi trọng và tặng phẩm của chủ tông, mà đệ tử ưu tú thì cũng được chủ tông lưu lại để trở thành đệ tử chủ tông, tăng cường bồi dưỡng. Còn về những phân tông thất bại, thì thường thường là trong ngàn năm sau địa vị sẽ xuống thấp, cho tới cuối cùng sẽ là bị chủ tông bỏ qua, giải tán phân tông hơn nữa thì đệ tử đều lưu tán tới những phân tông còn lại quy nguyên tông thì đã nhiều năm chịu kết cục này rồi lần này thì chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ nếu như vẫn như trước thì quy nguyên tông chắc chắn sẽ bị giải tán tất cả đệ tử bao gồm cả lữ yên phi thì cũng sẽ bị đưa vào các phân tông khác và từ nay về sau sẽ không còn cái tên quy nguyên tông nữa rồi sau đó thì chủ tông sẽ lựa chọn đệ tử một lần nữa lại tạo thành một phân tông mới bảo trì quy mô không thay đổi cái loại chuyện này thì bọn họ không thể tiếp nhận được nhưng mà cũng không dám cự tuyệt nếu quy nguyên tông dám cự tuyệt thì kết quả sẽ là bị diệt tông dù sao thì quy nguyên tông cũng chỉ là một phân tông nhỏ nhoi mà thôi loại phương pháp thần khốc này khiến cho thực lực của các tông phái bát giai tinh vực thì không ngừng được đề cao. Cho tới một ngày thì đại bộ phận phân tông trong bát giai đều đã trưởng thành cường đại đến cực điểm. Lúc này có một bát giai tông phái liền được thần tông ban cho trở thành kiểu giai tông phái. Nghe nói thì năm đó phá thiên tông và quỷ tông toàn bộ cũng đều được thần tông ban tặng như vậy. Bát giai tinh vực có 5 tông phái phân biệt là Vô Cực Tông, Ảnh Phong Tông, Hồng Hồ Tông, Ưng Thiên Tông và Tịch Hồn Đạo. Quy Nguyên Tông và Tử Đạo Tông đều thuộc về sở hữu của Bát Cấp Tông, Vô Cực Tông. Lại nói thì trận so tài này cử hành cũng không phải là cuộc hỗn chiến giữa các phân tông, mà là triển khai theo giai vị tinh vực. Cuối cùng thì tuyển ra 4 tinh vực thất tinh, mỗi một phân tông tinh vực đều là một phương cực mạnh. đương nhiên thì cũng có thể là khiêu chiến vật cấp. Tỷ như là vào một ngàn năm trước chẳng hạn, thì tử đạo tông đã khiêu chiến vật cấp lục giai tinh vực trí cường. Tuy rằng là thất bại, nhưng lại là bại trong quang vinh, được bát giai vô cực tông rất là coi trọng. Và tới dự những trận so tài ở bát giai tông đều có người của kiểu giai tông phái nếu họ nhìn chúng đệ tử nào thì chỉ cần mở miệng mà chọn loại chuyện này cho dù là bát giai tông phái có bất đắc dĩ thì cũng không thể cự tuyệt may mắn mà cũng buồn chính là người có thể được kiểu giai tông phái nhìn chúng thực sự là quá ít cả ngàn năm thì cũng chỉ có ba người mà thôi sau khi mà trận so tài của bát giai tông phái trôi qua thì sẽ tuyển ra ba đệ tử cực mạnh của phân tông cùng với cả bốn bát giai tông phái khác chém giết trận chém giết này thì cực kỳ là quan trọng các tông phái bát giai tinh vực không được tự mình ra tay và sẽ được kiểu giai tinh vực điều tra và giám sát nghiêm khắc cũng từ những người tỷ thí, thí trong phân tông mà có thể nhìn ra được một phần thực lực của các tông phái bát giai khác một bộ phận thực lực này lại để cho Tông Phái cửu dai xem Tông Phái bắt dai cuối cùng chiến thắng Nếu có thể duy trì tới ngàn năm sau Thì sẽ có tư cách để trở thành Tông Phái cửu dai tinh vực Cho nên trận tỷ thí này thì cực kỳ quan trọng Thường thường thì các Tông Phái bắt dai đều chuẩn bị từ sớm Hầu như là ba người được chọn để tham gia trận So tài giữa các Tông Phái thì đã được định sẵn cho dù không được mang về chủ tông Nhưng mà sẽ cũng được đãi ngộ như là những đệ tử trung tâm của chủ tông Lại có cả người của chủ tông tự mình truyền thụ trước Từ sau khi mà phá thiên tông rời đi Thì tinh vực bát giai đã tổ chức tổng cộng là 17 lần tỷ thí Trong đó có thắng có bại Nhưng ngàn năm trước thì tịch hồn đạo nổi lên Thắng liên tục trong 9 trận so tài Lúc này là lần so tài thứ 18 sau khi mà phá thiên tông rời đi. Nếu tịch hồn đạo có thể chiến thắng, thì khả năng sẽ trở thành một tông phái kiểu dai sắp rửa nằm trong tầm tay. Đại hội ngàn năm có một lần này ở tại Vân Hải Tinh Vực thì cực kỳ náo nhiệt. Thường thường duy trì liên tục vài tháng thì mới chấm dứt. Mỗi một lần thế này thì trong bát giai tinh vực liền tụ tập các phường thị giao dịch. Tất nhiên là ở đó cũng sẽ xuất hiện vài tên lừa gạt trục lợi. Không phải chỉ một đâu. Cũng có thể là thấy là loại người này trong đại hội này thì như cá gặp nước. Nhưng có một người liên tục mấy lần trong đại hội này đã đạt được rất nhiều lợi ích. Hầu như mỗi một ngàn năm chỉ người này đều xuất hiện một lần. Lại dùng vô số tên già. Một ngàn năm lại đổi tên một lần. Mà những tông phái bị lừa thường là ngại mất mặt tuyệt nhiên sẽ không nói chuyện bị lừa gạt ra ngoài. Mặc dù là có âm thầm điều tra nhưng mà cũng không thu hoạch được gì. Bởi vì người này khi mà lựa chọn thì sẽ chọn một phân tông giống như là Quy Nguyên Tông, sắp sửa bị giải tán, nhà là những phân tông nhỏ yếu, không có hy vọng thắng để lừa gạt. Những tông phái như vậy sau đại hội đều bị giải tán. Đi tìm tên lừa gạt mà tính sổ thì có giải quyết được vấn đề gì? Dù là nói ta chuẩn bị lừa gạt Dù là có người tin tưởng đi nữa Thì cuối cùng Vẫn bị người ta cười nhạo Thế thì không nói còn hơn à, Thiên Cương Tông Thiên Cương Tông Là một tông phái nhỏ yếu nhất Ở trong tinh vực ngũ dai Chủ tông thì chính là Ứng Thiên Tông Lần đại hội này thì Thiên Cương Tông bọn họ Như là bị bao phủ bởi mây đen vậy Trạng thái của bọn họ thì cũng giống như là Quy Nguyên Tông Đều là thất bại ở trong những trận đại hội lần trước Nếu như lần này mà thất bại nữa Thì chắc chắn sẽ khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán Một tháng sau chính là cuộc so tài giữa các phân tông Chúng ta đều phải truyền thống đi bát giai tinh vực Ngũ giai tinh vực của chủ tông trừ thiên công tông chúng ta ra chỉ còn có ba tông phái nữa Nhưng mà lần nào thiên cương tông chúng ta cũng thua cuộc Lần này đây thì... Ôi... Trong đại điện của thiên cương tông Lúc này có ba lão giả đang ngồi Hiện giờ bọn họ đều đang cau mày Trên mặt đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ và mê man Lại có một chút không cam lòng Phải biết rằng một khi bị giải tán Thì bọn họ sẽ là người bị trào phúng Càng không bao giờ sẽ được coi trọng nữa Sống trong sự sỉ nhục tới cuối đời. Biết làm sao được, ba tông phái còn lại, so với cả thiên cương tông chúng ta thì mạnh hơn nhiều quá. Chúng ta căn bản là không có nửa điểm hy vọng. Một lão già khổ sở mở miệng mà nói. Trừ khi có thể xuất hiện một kỳ tích, nếu không thì khó khăn đấy. Một lão già khác thở dài lên tiếng, lưu luyến, nhìn bốn phía. Lão biết một tháng sau khi mình rời đi Thì sợ là sẽ không có ngày trở về Thiên Cương Tông cũng sẽ khó thoát khỏi vận mệnh bị giải tán Ba người trầm mặc Đại điện bị bao phủ ở trong không khí đầy áp lực Đúng vào lúc này đột nhiên ở trong thiên địa Xuất hiện một luồng khí tức sắc bén Tiếng giết gào kinh thiên động địa vang lên Lập tức khiến cho ba người trong đại điện ngẩng mạnh đầu Chỉ thấy một ngọc giản ầm một tiếng phá tan hộ sơn đại trận của thiên cương tông cũng xuyên thấu qua nóc nhà mà trực tiếp rơi xuống tung bay ở trong đại điện ở giữa ba người một luồng khí thức cực kỳ là mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong ngọc giản lan ra lập tức thì liền lan tràn tràn ngập cả đại điện sau đó thì tiếp tục tràn ra khắp cả thiên cương tông dường như nó khiến cho cả đại lục của thiên cương tông run rẩy Chuyện này thì khiến cho thần sắc ba lão già đại biến. Họ liền đứng vụt dậy, nhìn chăm chăm vào ngọc giản kia, tâm thần chấn động, dâng lên một cảm giác hoàng sợ. Loại ký thức cường đại tới khó tin này khiến cho bọn họ cảm nhận được một chút thần thông của tu vi toái niết đang tràn ngập. Đúng vào lúc đó thì một tiếng nói kiệt ngạo từ trong ngọc giản truyền ra vang vọng khắp đại điện. Chúc Duẫn Minh, Sinh ra ở Thiên Hải Đại Lục Bảy tuổi tu đạo Bãi nhập Thiên Cương Tông Hơn hai trăm năm kết đan Hơn sáu trăm năm đạt nguyên anh Tới nay thì tu đạo đã mấy ngàn năm Cuối cùng đã tới khuy Niết sơ kỳ Là Tông Chủ Thiên Cương Tông La Tòng Cương Sinh tại Thiên Hải Đại Lục Ở bên cạnh La Hải Tu đạo tới nay lấy một lượng lớn đan dược để tăng tu vi Dừng lại ở khuy Niết sơ kỳ còn Chu Thần Cũng không phải là người của thiên hải đại lục Mà sinh ra ở Chu Vĩ Đại Lục Nửa đường mới gia nhập Thiên Cương Tông Tu đạo tới nay đình trẻ Đại Dương Thực 735 năm Ba vị Lá Phu nói vậy có nửa câu nào là giả dối không? Ờ à, những lời nói của tiền bối thì hoàn toàn chính xác Không biết là tiền bối là ai vậy? Trong lòng ba người thì vô cùng hoảng sợ Những lời nói của người này thì rất là chi tiết Thậm chí có những chuyện mà bọn họ đã quên Nhưng đối phương lại biết được từng tận Lại bị khí thức toái niết chấn nhiếp Thân thể ba người liền run lên Mơ hồ liền có cảm giác hồn phi phách tán Lão phô là Lưu Kim Biêu Đạo hiệu Kim Biêu Tử Thần sắc ba người ngạc nhiên Rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ Nhưng đối phương chỉ cần một ngọc giản Là có thể ẩn chứa khí tức thoái nít Lại biết rõ hết thảy mọi chuyện của bọn họ Khiến cho bọn họ càng thêm cung kính Tiền bối tới đây là có việc Trúc Duẩn Minh hít sâu một hơi Để nén sự khẩn trương ở trong lòng Khom thấp người xuống mà hỏi Các người Có đại họa tới gần nhưng lại không biết. Lão Phu tới để nói cho các người biết. Ba ngày trước có người tới nguyện trả sáu vạn nguyên tinh để Lão Phu ra tay lấy mạng ba người các người. Lời này vừa thốt ra thì lập tức sắc mặt ba người đại biến. Nhưng Lão Phu và người của Thiên Cương Tông không ngoán không thều Tuy nói là đang rất cần nhiều nguyên tinh luyện đan, nhưng mà cũng không muốn làm các chuyện như vậy. Tuy nhiên nếu thật sự là không có biện pháp nào khác Thì ta cũng chỉ đành là lấy mạng ba người các ngươi thôi Đừng nói kia dần trở nên âm trầm Dung hợp với cả khí thức thoái niết thì lập tức khiến cho sắc mặt ba người tái nhợt đi Tiền bối Đương nhiên là việc này dù sao Lão Phu cũng không muốn đâu Nếu ba người các ngươi có thể bỏ ra sáu vạn nguyên tinh hoặc là vật phẩm tương đương thì lão phu sẽ bỏ qua chuyện này chẳng những không giết các ngươi mà còn có thể giúp các ngươi giải mối nguy thiên cương tông bị giải tán sao? sáu vạn nguyên tinh sao tâm thần ba người chấn động tràn ngập sự hoảng sợ cũng có sự hoài nghi nhưng hơi thở toái nít và việc người này hiểu rõ cuộc đời bọn họ khiến cho bọn họ dù có hoài nghi thì cũng là vô lực nhưng, nhưng mà chúng ta làm gì có nhiều nguyên tinh như vậy thời gian lão phu có hạn thôi ta cho các ngươi suy nghĩ trong nửa nén hương nếu cự tuyệt thì hôm nay lão phu chỉ còn cách là giết người à mà nếu không có nguyên tinh thì cũng có thể là dùng vật phẩm giá trị tương đương Khi mà Lưu Kim Biu đang ở đây thi triển thần thông diễn trò lừa gạt Thì đồng thời vào lúc này ở chỗ sâu nhất ở trong tinh vực ngũ giai thuộc Vân Hải Có một mảnh đại lục hoang dã đột nhiên vang lên ở một tiếng Dường như là bị một luồng sức mạnh À, dường như là bị một luồng lực mạnh mẽ đánh sâu vào mặt đất run rẩy, xuất hiện vô số khe nứt. Ngay sau đó là một thân ảnh tóc bạc từ trong đại lục hoang dã này vọt ra, chính là vương lâm. Thân thể vương lâm thì hạ xuống sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng thần thức thì lại lập tức thản ra tập trung vào cái khe thất tài ở trong đại lục này. Cái khe này thì không còn tỏa ra bảy màu nữa. Sau khi thần thức của Vương Lâm quan sát thì liền lập tức thu lại rồi biến mất. Thấy như vậy thì thần sắc Vương Lâm trở nên âm trầm bất định. Cuối cùng thì ánh mắt khoắn rơi vào vòng ngọc ở trên cổ tay mình. Giờ phút này thì vòng ngọc không còn tỏa ra ánh sáng màu lam nữa mà đã biến thành một màu xanh. Một hồi lâu sau thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Vân Hải tinh vực. Lầm bẩm Vòng mộ đã trở về rồi đây. Lưu Kim Biêu Để xem ta sẽ hành hạ ngươi thế nào đây Thời điểm mà Vương Lâm trở về Thì đại hội tại bắt Tinh Bát Giai Tinh Vực trong Vân Hải đã sắp bắt đầu Và cũng có chút gợn sóng Và cũng không có chút gợn sóng nào cả Cũng không có ai biết được sự tồn tại của Vương Lâm Dù sao thì hôm nay Vương Lâm tại Vân Hải hầu như là cũng khoa hoại biết tới. Vương Lâm vẫn bình thản như là nước giếng sâu vậy không chút dao động. Chẳng ai đoán được người sẽ nổi tiếng Vân Hải đang từ từ lộ ra trong thời khắc này. Thu hồi lại ánh mắt từ tinh không thì Vương Lâm đơn giản ngồi xuống đại lục hoang dã này. Hắn đoán rằng những người được coi trọng thì hẳn là đã được chủ tông mang đi từ trước. Nơi này giờ thì chắc chắn là hiếm người qua lại. Vương Lâm trầm ngâm hồi tưởng lại cảnh tượng ở trong thất thải giới, trong lòng thì hơi cảm khái. Bảy người cùng đi, trở lại chỉ có một mình ta. Khi đi thì tịnh nít sơ kỳ, mà hiện giờ thì... Đôi mắt ở ngoài của Vương Lâm chợt lóe sáng lầm bầm. Hiện giờ mình đã qua tiến nửa bước vào toái niết rồi. Nhớ lại hết thảy mọi chuyện trong thất thảy giới thì trong đầu Vương Lâm liền hiện lên bộ hài cốt chiến tinh. Rồi thì động phủ của Tư Mã Mặc. Chu tước ba lần thức tỉnh, hấp thu tia chớp ngoại giới. Những người bị lạc, những kẻ đi tìm. Lại còn có kinh văn không biết thật giả kia. Rồi lại có cả chuyện mơ hồ phát hiện ra bí mật của thiên vận tử. Còn thấy được cả Thiên Nghịch Châu uh, phong phong chế và biết được sự tồn tại của những người ngoại giới. Đánh với thương tụng tử đoạt được thất thải đinh, chiến lão già tóc bạc, rồi nuốt đạo quả mở thiên nghịch, nuốt đạo quả mở thiên nghịch, rồi cuối cùng thì bị thương nặng dưỡng thương, và quan trọng hơn là tăng lên tu vi, văn thú cuối cùng thì cũng được lột xác. Đạt được tuế nguyệt cấm chế, rồi lại chiếm được hai thanh đoàn kiếm kỳ dị đâm vào bộ xương hưu thần bí, Hết tại những chuyện này thì cũng khiến tâm thần Vương Lâm phấn chấn Thời gian trăm năm trôi qua mà dường như cả thiên địa đã thay đổi vậy Thế sự vô thường có được có mất Đánh một trận với cả thương tùng tử Rồi nương theo pháp thứ không niết của mình phân làm hai Thủy tinh kiếm thì đã bị đánh nát Chiến phủ thì tan thành Và ngay cả cổ thần đại đỉnh thì cũng tan thành Tan thành Mà quan trọng nhất là Đệ lục tinh có nghĩa là tinh điểm thứ sáu Mơ hồ cũng đã vỡ nát Vô lâm than nhẹ lầm bẩm nói May mà ý cảnh biến thành quy tắc chi tinh thì vẫn còn đó Dù là cổ thần lục tinh có tan nát thì thân thể cổ thần Dù có chịu đệ nhị tổn thì vẫn có thể khôi phục Cũng có thể sẽ gặp được cơ duyên khác Dù sao thì đã tới cấp độ này rồi Muốn khôi phục thì cũng phải chờ đợi lâu dài hơn nhiều Ánh mắt Vương Lâm lóe lên cẩn thận cân nhắc sự được mất Rồi rõ ràng biết lần này những thứ mình mất đi So với sự tự hoạch tại tất thể giới thật sự là không đáng gì cả Tay phải Vương Lâm chụp vào hư không một cái Trước thân thể hắn liền xuất hiện một cái khe chữ vật Từ trong đó bay ra hai nguyên thần gần như đã tử vong Hai nguyên thần này thì chính là hai người có ấn ký ngọn lửa và tia chớp ở trong thất thải giới. Hai nguyên thần này thì Vương Lâm không giết mà bắt lại Giờ phút này tay phải hắn ấn lên đỉnh đầu của hai nguyên thần Mạnh mẽ lục loại ký ức Theo sự tìm tòi của hắn thì thân thể hai nguyên thần run rẩy Phát ra những thanh âm thê thảm Sau đó dần dần suy yếu Và cuối cùng thì ầm một tiếng liền tan nát Bị Vương Lâm hút vào trong miệng bắt đầu chữa thương Trong thất thải giới thì Vương Lâm đã xem xét chỉ nhớ của hai người nguyên thần thanh niên nô tộc này giờ lại lục xót trí nhớ của hai người này đối với cả ngoại giới thì đã hiểu rõ hơn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng lầm bẩm nói. Thái cổ tinh thần, thái cổ ngũ tôn sao. Vừa chấm ngâm thì Vương Lâm lại lấy ra một lượng lớn đan dược chứa thương. Lực lượng nuốt vào rồi bắt quyết, sau đó nhắm mắt thổ nạp. Hắn cứ chứa thương nhưng mà thần thức vẫn tản ra. Dù là gió thổi cỏ lay thì cũng có thể phát hiện ra được dần dần theo sự hấp thu của vương lâm thì nguyên lực ở giữa tinh không bị uh, kéo tới bị hắn hấp thu vào trong cơ thể thời gian chậm rãi trôi qua ba ngày sau vương lâm mở mắt ánh mắt như điện dường như có thể phá tan tinh vụ ở trước vân hải trực tiếp mà xuyên thấu qua hắn đứng lên thương thế trên thân thể vẫn chưa khôi phục nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến chiến đấu hầu như đã gần như khôi phục rồi chỉ có thương thế của nguyên thần là cực kỳ nghiêm trọng trong thời gian ngắn thì sợ là khó có, có thể khôi phục lại được Vô Lâm chấm ngông chốc lát rồi cảm thấy nguyên thần vẫn truyền ra đau đớn Vũ lực của Lam Động Đạo Tôn khiến hắn giờ nhớ lại thì cũng cực là kinh hãi Quả thực đây thực lực là tu sĩ bức thứ ba sao Vô Lâm nghĩ Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày vương mẫu ta cũng đạt được bước này thôi Vô Lâm cúi đầu nhìn về chiếc vòng tay thầm than một tiếng Tháo xuống, thu vào khe chữ vật Sau đó tay phải hắn vung lên Từ trong khe lại bay ra ba nguyên thần